Chuyện một tâm hồn, Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu, phần 32, thành Loreta. Trên đường đi Loreta, con cảm thấy lòng vui sướng quá. Đức mẹ đã khéo chọn chốn này để di nhà sang. Ở đây cái gì cũng khó khăn, cũng mộc mạc cũ kỹ. Đàn bà còn ăn vận theo lối cổ của dân tộc Ý, không như đàn bà các nơi thành thị khác ăn đua theo mốt Paris. Thành Loreta như vậy đã làm vừa ý con lắm. Con phải nói gì về nhà của Đức Mẹ đây? Thật lòng cảm động rất sâu xa khi thấy mình được đứng dưới cùng một mái nhà như Đức Mẹ. Khi xưa đã được ngắm nghía những bức tường mà Chúa đã nhìn. Khi được đặt chân lên đất đã thấm nhuộm mồ hôi nước mắt của thánh kẻ Giuse và bàn chân thanh sạch Đức Maria đã đứng lúc kêu mang con một trong lòng. Lúc ấm con trên lồng ngực đồng trinh cùng cho con bú sữa. Con vào nhà xem kẻ gian phòng của Đức Mẹ đã chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Con bỏ chàng hạt con và bát Chúa ăn cơm. Ôi, những kỷ niệm quý báu dường nào. Chúng con còn được điều an ủi hơn nữa là được chịu lễ trong chính nhà Chúa ở khi xưa. Như thế là được trở nên đền thờ sống động của Chúa trong cũng một nơi Chúa đã sống thuở xưa. Theo lễ phép Roma, nhà thờ nào cũng chỉ một bàn thờ được để mình thánh, và các thầy cả chỉ cho giáo hữu chịu lễ nơi bàn thờ ấy. Ở Loreta, bàn thờ để mình thánh thuộc về nhà thờ lớn, bao trùm nhà thánh, gọn lõn ở bên như hạt kim cương quý giá gói trong chiếc hộp đá hoa trắng. Chúng con chẳng hài lòng chịu lễ ở bàn thờ thuộc về nhà thờ lớn. Chúng con muốn ăn bánh các thiên thần trong chính hạt kim cương, chứ không ăn trong hộp đựng kim cương. Cha thì tính vốn dễ dàng, cứ theo người du lịch làm sao cũng làm vậy. Nhưng hai con gái của cha không chịu nước ấy, đã bảo nhau đi lại chỗ nhà thánh. Cùng lúc ấy, một thầy cả được ơn riêng đang dọn mình làm lễ ở đấy. Chúng con tỏ ý ước ao để người hay. Người liền xin hai bánh nhỏ đặt trên đĩa thánh rồi làm lễ. Mẹ ơi, mẹ có đoán được hạnh phúc không lời nào nói hết của chúng con? Hạnh phúc chịu lễ lần này thật là mừng rỡ vô cùng. Sau này khi chúng con chịu lễ đời đời trên nhà cha cả thiên đàng, lòng mừng rỡ ấy còn cả thể biết chừng nào. Khi ấy chẳng phải lo hết vui, chẳng phải lo buồn vì phải ra về, chẳng phải cạo trộm ít vôi vữa ở tường nhà thánh như chúng con đã làm, vì chưng nhà cha cả đã nên nhà chúng ta đời đời. Người chẳng muốn cho ta nhà người ở dưới đất, chỉ bằng lòng cho ta xem, để nhân đó ta sinh lòng ái mộ sự khó khăn và quý trọng cuộc đời mai ẩn danh tích. Nhà Chúa đã dành cho ta chính là đền đài vinh quang rực rỡ của Chúa. Trên đó chúng ta không còn thấy Chúa ẩn mình trong hình bánh hay giấu thân trong hình con trẻ. Một thấy người tỏ tường trong sự uy nghi sáng láng vô cùng tốt đẹp. Bây giờ mới là chuyện chính là thành Roma. Đến thành Roma con tưởng thế nào cũng được an ủi, mà ngán thay con đã gặp thánh giá nặng. Khi xe tới Roma trời đã khuya lạnh, con định thiêu thiêu ngủ trong toa thì giật mình thức dậy vì những tiếng huyên náo ồn ào nói và hành khách tíu tít reo mừng: Roma, Roma, thật phen này đã đến Roma, chẳng chớ còn phải là mơ Roma nữa. Ngày thứ nhất chúng con dạo chơi ngoài châu thành, có lẽ ngày đó là vui thú nhất. Đâu đấy các lăng tẩm, đền đài, nhà cửa còn giữ nguyên lối cổ. Đối lại là các khách sạn, các cửa hiệu to lớn trong thành, kiến thiết theo lối tân, rất xa hoa lộng lẫy. Đứng đó người ta có thể ngờ mình như đang ở Paris. Cuộc dạo chơi những cánh đồng Roma đã để lại nơi lòng con một kỷ niệm dịu thơm cách riêng. Con không biết lấy lời gì để tả lòng cảm xúc mạnh mẽ lúc đứng nhìn hí trường Colisea. Con đã được xem rõ ràng sân đua vật rộng rãi mà biết bao thánh tử đạo anh hùng vì đạo ngài mến Chúa chiến đấu cho đến thịt tan xương nát, cho đến giọt máu cuối cùng.
con đã nhăm nhe trực quỳ xuống hôn kính đất thánh, đã biên chép hàng bao trận thắng oai hùng của các thánh tử đạo. Nhưng nhầm, người ta đã thi nhau đào bới hết của quý giá ấy rồi. Chính sân đua vật đã lõm sâu hơn nền 8 thước. Lại bởi sự đào bới nên giữa sân thành nhiều ụ, nhiều hố, coi rất ngổn ngang. Người ta đã đặt một hàng rào ngăn lối vào sân, vả cũng chẳng ai dám vào giữa nơi điêu tàn đổ nát treo leo ấy. Đã có công đến Roma, chẳng nhẽ lại không xuống tới tận sân đua hí trường Colisea? Không, không không thể thế được. Mặc người hướng dẫn cắt nghĩa thế nào thì cắt nghĩa, con cũng không nghe. Con chỉ nhất thiết xuống cho tới sân đua vật. Trong phúc âm kể rằng bà Madalena ghen lắm, không chịu về, cứ ở lì lại nơi mồ Đức Chúa Giêsu. Còn cúi đầu vào, dòm đi dòm lại phía trong mồ, và kết quả bà đã xem thấy 2 thiên thần. Con cũng bắt chước bà, cứ lân la cúi xuống, bước vào, và cũng kết quả chẳng phải là được trông thấy 2 thiên thần, mà gặp thấy chính sự con muốn tìm. Con mừng rỡ quá, gọi to chị Celine rằng: "Chị Celine ơi, lại đây xem với em xem có thể vào được lắm." Đoạn, hai chúng con cứ bước sắn vào, trèo cả lên những đống gạch vữa đã đổ dưới chân. Cha ở đằng xa thấy chúng con quá táo bạo, cứ gọi dồn dập, nhưng hăm hở quá, chúng con chẳng nghe thấy gì. Ví như những binh tướng ngoài mặt trận, lúc vào chiến càng thấy treo leo thì lòng càng cảm khái, càng hăng hổ. Chúng con cũng vậy, càng thấy khó nhọc và treo leo thì lòng càng vui, khoái trá, và càng nhất thiết phải vượt cho đến đích kỳ vọng. Chị Celine sáng suốt hơn con, khi nghe người hướng dẫn nói, chị nhớ được câu này: ở chỗ có hòn đá khắc chữ thập chính là nơi các thánh tử đạo đã thắng trận khi xưa. Chị đã chú ý tìm hòn đá ấy, một lát liền tìm thấy ngay. Hai chị em chúng con quỳ xuống nơi đất tốt lành ấy, hai linh hồn hòa hiệp sốt sắng trong một lời cầu nguyện thiết tha. Con cúi xuống hôn đất đã thấm máu các thánh tử đạo, lòng con hồi hộp quá. Môi con được chạm và dính lấy những bụi hồng. Con đã nài xin Chúa ban cho con được phúc chết vì mến yêu Chúa, mà lòng cảm thấy như Chúa đã đắt lời cầu xin ấy. Giây phút nghiêm trọng quý hóa này cũng chẳng được lâu, chúng con vội nhặt lấy mấy viên đá nhỏ rồi quay lại tường mà lần trở lại. Cuộc mạo hiểm đã thành công. Cha thấy chúng con mặt mày hớn hở mừng rỡ, cũng chẳng nỡ quở trách, lại xem có phần hiên ngang vì hai con can đảm. Kính viếng hí trường Colisio xong, chúng con lại đi thăm hang Catacombe. Trong hang, hai chị em lại cố chui vào tận trong nhà mồ của thánh nữ Cecilia mà nằm chung ở đấy với nhau một lúc, rồi bốc một ít đất thánh nơi mộ để làm kỷ niệm. Trước đi Roma, thật tình con không có lòng kính thánh nữ Cecilia chút nào, nhưng từ khi được vào viếng mộ và nơi thánh nữ chịu tử đạo, lại nghe thấy thiên hạ tặng khen thánh nữ là nữ hoàng ca nhạc vì có cung giọng rất du dương êm ái, của bình sinh đã hết lòng hát vãn đồng trinh cho bạn thánh nghe. Con thấy lòng mộ mến lắm, chí thiết quá tình chị em, từ đó con quý mến thánh nữ vào hàng nhất, hay tỏ bày tâm sự cùng người. Thánh nữ Cecilia đã nổi tiếng về hai nhân đức mà con rất mộ mến: đức phó mình và đức trông cậy phi thường. Với hai nhân đức ấy, thánh nữ đã có thể đồng trinh hóa những linh hồn chỉ ước ao sự vui thế gian, ưa đắm nhìn trong cảnh khoái lạc hôi tanh nhơ nhớp của thế gian. Người rất giống bạn tình trong ca đệ nhất. Ở nơi người, con trông thấy hội nhạc như ở bãi chiến. Cuộc đời người chỉ là một khúc du dương, cả những lúc bị gian nan tân khổ, rất mực. Nhưng điều đó chẳng làm con lạ, vì sách phúc âm hằng nằm trên trái tim người, và bên trong trái tim người, bạn thánh kể đồng trinh cũng hằng nằm an nghỉ. Chúng con đã vào viếng thăm đền thờ thánh Annes, lòng cũng dịu dàng vui thú lắm. Trong thánh đường, con đã được hân hạnh gặp bạn Cố Chi lúc nhỏ. Con đã lấy chút di vật đem về để biếu chị Annes de Jesus mà không có thể. Người ta nhất định không cho.
nhưng Đức Chúa Trời bằng lòng cho con. Tự nhiên một mảnh đá hoa sắc hồng rất đẹp ghép ở tường từ đời thánh nữ chịu tử đạo rơi ngay xuống chân con. À, đẹp đẽ thay, sướng thay, chính tay thánh nữ Annette đã lấy quý giá vật ở nơi nhà mình để đãi cho con.